cũng sợ nữa. Mà thôi lỡ hướng rồi thôi đi lại đi. Ừ. Ôi, hello, đúng không? Đúng không? Không sao lại luôn. Trời mất cười. Có lát cái lát gì lại về tao không? Trời ơi, cái gì vậy? Tao kêu mày lo theo kiểu với mấy đứa trên mạng á. Muốn mình té xuống nước bạn cứu mình không? Có. Chưa thề đi. Thề. Bây giờ tụi mình sẽ đeo mắt kiếm vô để lặn ngắm san hô. Tại nó mạo phao không lặn được mà sao mày ngu vậy? Tao mệt. Ủa, chồng mày dễ thương lắm á. Tao quăng đông biển qua cho tao ăn. Nè. Tao biết tao đang đông biển. Trời, cảm ơn cho tụi mày thật đẹp á. Chỗ bo mày 20 ngàn. Đoạn clip này sẽ đánh dấu cột mốc 4 năm của tụi mình. Nhìn xa xa thì con chim rất nhỏ, khi lại gần thì con chim nhỏ hơn. Em không còn biết mùa hạ mùa đông. Sao giờ này tóc mày đẹp quá vậy? Mày quán cảnh ngày hôm nay tôi cố tình. Bình thường nó gấp cho tao đâu. Bấm điện thoại quay lên là bắt đầu nó diễn. Phụng ơi, Phụng ơi, lại đây chơi với Thanh nè. Mày im chưa? Im chưa? Nhiều khi tao cảm thấy tao hối hận khi tao chơi với mày lắm á. Bánh chuối cực kỳ thơm ngon. Mặt nó như cái bánh. Kẹt cái quần ta, kẹt cái quần. Đến 1, 2, 3 chỉ cái bông nha. 2, 3. Cái bông này nè. Mày không chỉ vậy nha. Hả, cái bông này nè. Thì tao chỉ vô đây rồi, mày muốn gì nữa. Trời ơi. Trông. Mày được, mày đâu đứng dậy được đâu. Mày đâu đứng dậy được đâu. Mắc gì hả sao? Em bé đi chùa nha. Mày đừng có giả bộ múa múa rồi ăn dâu của người ta nha. Cho mày nè. Cho tao. Trời ơi, cái dâu. Ừ, tao nói quay clip cho cố rồi nha. Vui lắm nha. Về bữa gây lộn chia tay bóc phốt. Ủa chia tay. Tao nói lộn. Trời ơi. 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 Thiên mẩm. Thiên mẩm. Còn có lột xả vô. Đúng đã luôn á. Ăn không? Đắp không nè. Trời ơi nè, nước miếng quá trời nè. Đắp không? Đắp không nè. Trời ơi. Mày gắp lại cái tao đi.